Nhà thơ Chu Tử Đê ngoài nổi tiếng về thơ văn còn nổi tiếng cả về vũ tai tiếng với ca sĩ Lê Quyên ồn ào khắp hải ngoại. Tuy không có thông tin trên báo đài, nhưng nhiều người trong cộng đồng hải ngoại đều lên tiếng về mối quan hệ này. Hôm nay hãy cùng tôi tìm hiểu nhé. Năm 1954, cùng với hàng triệu người Việt Nam khác, nhà thơ Chu Tử Đê cũng đã trải qua cuộc di cư lịch sử vào Nam. Lần di tản này ngoài thay đổi cuộc đời sang hướng mới, nó còn ảnh hưởng rất lớn đến thơ ca của ông sau này, bởi nhà thơ luôn có những cảm xúc và tâm hồn nhạy cảm hơn người bình thường. Bất ngờ hơn nữa khi nữ ca sĩ Lê Quyên cũng thuộc vào hàng ngũ di cư những năm 1954. Sợi dây liên kết này vô cùng chặt chẽ. Nói đến nhà thơ Chu Tử Đê, ông có tên thật là Lê Quyên Phách, cũng là một trong những nhà thơ nổi tiếng đặc biệt được yêu thích ở miền Nam trước năm 1975. Sinh năm 1942 tại Hà Nam, ông đã trải qua những biến động lịch sử lớn của đất nước. Hành trình di cư vào Nam cùng gia đình sau hiệp định Geneva 1954 từ Hà Nam đến Hội An, Đà Nẵng rồi cuối cùng là Sài Gòn đã để lại những dấu ấn sâu đậm trong cuộc đời và thơ ca của ông. Từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường tiểu học Hàng Vôi, Chu Tử Đê đã thể hiện năng khiếu văn thơ. Sau khi vào Nam, ông đã sáng tác nhiều tác phẩm dưới nhiều quốc danh. Vào năm 1958, ông chính thức sử dụng quốc danh Chu Tử Đê được lấy cảm hứng từ bài thơ Chu Tử Ngâm của Mạnh Giao, nhằm để tạo thành cái tên riêng cho mình trong bài thơ Bến Tâm Hồn. Với tập thơ tình 1967 đến 1972, Chu Tử Đê đã giành được giải thưởng văn chương toàn quốc năm 1973. Thế nhưng sau năm 1975, ông bị kết án tư hình bằng mặt vì có hành vi chống đối cực đoan với chính quyền. Sau đó ông phải chuyển đường sang Mỹ để tránh án. Định cư tại miền Nam California, Chu Tử Đê tiếp tục công hiến cho văn chương bằng những tác phẩm mới. Bên cạnh đó, ông còn đảm nhận vai trò chủ nhiệm một số tập báo Việt ngữ tại Mỹ và làm việc tại đại diện nói Hoa Kỳ. Dù sống xa quê hương, ngọn lửa sáng tác trong ông vẫn luôn cháy bỏng. Chu Tử Đê là một trong số ít nhà thơ châu Á có tác phẩm được dịch và giảng dạy rộng rãi tại các trường đại học danh tiếng ở Mỹ và châu Âu. Thơ ông cũng đã xuất hiện trên những tờ báo lớn như Los Angeles Times và New York Times, góp phần đưa thơ ca Việt Nam đến gần hơn với bạn đọc quốc tế. Ông cũng là một trong những nhà thơ Việt Nam có tầm ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới. Chu Tử Đê đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc quốc tế. Thơ ông không chỉ được dịch và giảng dạy tại nhiều trường đại học mà còn được phổ nhạc thành nhiều ca khúc nổi tiếng. Sau khi sang Mỹ, cuộc sống của Chu Tử Đê đã có nhiều thay đổi. Cũng chính tại đất khách quê người, ông đã gặp gỡ với nữ sĩ Lê Quyên. Chưa biết mối quan hệ này là sự thân thiết hay có ẩn tích gì, nhưng sẽ không có gì đáng nói nếu khi đó ca sĩ Lê Quyên không có chồng là nhạc sĩ Lê Quyên Phương. Mối quan hệ của họ nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng hải ngoại. Một truyền mười, mười truyền trăm thành ra những câu chuyện khác nhau. Liệu câu chuyện ngang trái này có thật sự như những gì người ta truyền tai? Ai cũng biết Lê Quyên còn có một chuyện tình sự nổi tiếng lãng mạn và bình vững với nhạc sĩ Phương. Cặp vợ chồng đã góp phần cho âm nhạc nước nhà những sáng tác bất hủ đến nhiều năm sau. Chính vì thế, những lời đồn thổi về mối quan hệ giữa bà và nhà thơ Chu Tử Đê đã từng làm rung động dư luận. Trước khi đi sâu hơn, hãy cùng tìm hiểu về ca sĩ Lê Quyên. Dưới mái nhà Đà Lạt mộng mơ, cô gái Hà Nội 16 tuổi tên Lâm Phương Anh, Lê Quyên đã có tình yêu đầu đời lãng mạn với nhạc sĩ tài hoa Lê Quyên Phương. Tình yêu âm nhạc và những rung động đầu đời đã nhanh chóng kết nối hai trái tim trẻ. Năm 1968, họ chính thức trở thành vợ chồng, tạo nên một cặp đôi nghệ sĩ được nhiều người ngưỡng mộ. Để luôn đồng hành cùng người bạn đời trên con đường âm nhạc, Lâm Phúc Anh đã chọn nghệ danh Lê Uyên, một nửa của tên người chồng yêu dấu. Cặp đôi song ca Lê Uyên và Phương nhanh chóng trở thành hiện tượng với những ca khúc tình tứ, ngọt ngào chinh phục trái tim khán giả. Khởi đầu sự nghiệp, Lê Uyên và Lê Uyên Phương đã chọn những sân khấu nhỏ, thân mật là các trường đại học. Từ Đà Lạt vào Sài Gòn, cặp đôi tài năng này đã nhanh chóng trở thành hiện tượng, mang đến một làn gió tươi mới cho tân nhạc Việt Nam. Mối tình của Lê Uyên và chồng luôn được công nhận là một trong những câu chuyện tình yêu đẹp và đáng ngưỡng mộ trong làng nhạc Việt. Hai người không chỉ có một mối tình sâu đậm mà còn là những cộng sự nghệ thuật tuyệt vời, tạo nên những bản tình ca vượt thời gian. Ca khúc Tình Khúc Cho Em ra đời như một tâm tình nồng nàn mà nhạc sĩ Lê Uyên Phương dành tặng người yêu bé bỏng. Những giai điệu du dương cùng lời ca gian diết, đặc biệt là câu hát Cho Em Hồi Hôn Vội Vàng, Cho Em Quen Ân Tình Sâu, đã trở thành lời tỏ tình cháy bỏng.
đánh thức trái tim của Lâm Phúc Anh. Dựa vào bút danh của người yêu, Lâm Phúc Anh đã chọn nghệ danh Lê Uyên và cùng Lê Uyên Phương tạo nên một cặp đôi ca sĩ được yêu thích. Những buổi biểu diễn song ca của họ với màn giới thiệu Lê Uyên và Phương đã trở thành kỷ niệm đẹp trong lòng khán giả. Tuy nhiên, lời đồn về việc Lê Uyên có quan hệ tình cảm với nhà thơ Du Tư Lê đã từng gây ra nhiều tranh cãi. Một số tin đồn cho rằng sau khi Lê Uyên Phương qua đời, mối quan hệ này nảy sinh hoặc đã tồn tại từ trước. Nhưng không có bằng chứng cụ thể nào xác minh điều này, và nhiều người cho rằng đây chỉ là những lời đồn đoán vô căn cứ. Có người quen cho biết vào năm 1992 khi gặp Lê Uyên ở quán văn nghệ 14 Lam Sơn, Sài Gòn thì lúc đó hai vợ chồng đã chia tay. Những người xung quanh kể đã có thời gian hai người sống riêng lẻ. Ông Phương và ca sĩ Lê Uyên đã có thời điểm tìm đến người mới. Trong đó nữ ca sĩ đã rơi vào lưới tình với nhà thơ Du Tử Lê. Theo nguồn thông tin khác, ông Du Tử Lê đã từng dùng bút danh Hồ Huống Cao để viết về Lê Uyên và gọi bà bằng cái tên lầm. Trong cuốn hồi ký của bà Trần Thị Bông Giấy vào một dịp mời Lê Uyên và Du Tử Lê tới nhà, đã có đoạn chia sẻ về mối quan hệ của hai người họ. Thậm chí theo lời kể đó thì ca sĩ Lê Uyên khác xa với dáng vẻ thường ngày, bà còn không ít lần đánh ông nhà thơ và có những lời xúc phạm. Tuy nhiên sau tất cả, những thông tin này chưa một ai dám lên tiếng khẳng định là sự thật. Nếu quý khán giả có thêm thông tin gì hãy để lại cho tôi biết nhé. Còn theo quan điểm của tôi, với tình yêu sâu đậm mà Lê Uyên dành cho chồng mình, việc cô có tình cảm với người khác khi ông còn sống là điều khó xảy ra. Lê Uyên luôn bày tỏ lòng tôn kính và tình yêu với Lê Uyên Phương qua âm nhạc và cuộc sống của mình, ngay cả sau khi chồng mất. Nếu giữa Lê Uyên và Du Tử Lê có tình cảm thực sự, thì lý do hai người không đến với nhau sau khi Lê Uyên Phương qua đời có thể bắt nguồn từ nhiều yếu tố khác nhau. Cả hai có thể đã lựa chọn giữ mối quan hệ ở mức đồng nghiệp hoặc bạn bè thân thiết thay vì tiến xa hơn. Ngoài ra, có thể họ tôn trọng quá khứ và tình cảm của Lê Uyên với chồng, không muốn làm tổn thương danh dự và kỷ niệm của mối tình đã trở thành huyền thoại. Dù chưa được kiểm chứng, nhưng do Du Tử Lê và Lê Uyên từng được một số người bắt gặp ở bên nhau tại Mỹ, nên những câu chuyện vẫn cứ xoay quanh đời sống hai người, trở thành một đôi người, 10 đồng 100. Đáng chú ý, từng có người nấu mình là bạn của hai nhân vật này kể lại rằng, có giai đoạn Lê Uyên Phương từng sống chung với em gái của Lê Uyên, trong khi đó Lê Uyên lại có thời gian ở với Du Tử Lê như vợ chồng. Mối quan hệ phức tạp giữa những người nghệ sĩ luôn được bao phủ với một màn bí ẩn, bởi không ai trong số họ từng chính thức lên tiếng xác nhận. Dù thế nào đi nữa, nói một cách công tâm thì không ai có thể phủ nhận tài năng của Du Tử Lê lẫn tiếng ca đi vào lòng người của một đôi Lê Uyên Phương. Dưới tình huống cả hai người đàn ông chính trong câu chuyện đã qua đời, thì mọi thứ đều là dị vãng quá khứ, hơn hết chúng ta nên sống cho tương lai. Nếu thấy nội dung hay, quý vị khán giả hãy để lại cho kênh một like share nhé. Chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều.